You want to get inside the kitchen and pick it up? Yes. Okay. Your mom? Nhà bếp. Cái thiết bị này sau này sau này em thiết kế cho. Lò nướng bánh. Tủ bảo ôn, tủ lạnh. Tủ giữ lạnh. Quầy này. Không có đèn. Nhấn nhá, nhấn làm nhiệm vụ này. Đúng nghề, đúng nghề của em đấy. Đúng cái này là đúng nghề của em đấy. Của hãng Royal. Một cái tủ. Tủ nấu cơm, chiên rán, bếp ga. And when the students are gone, it's our business time because we need to do some repair, renovations. So for Chinese New Year, you will take tools? Just 1 week, same as the teacher and students. So they share our holiday, we will share their holiday. Okay, quay luôn. Ờ, đấy. Nếu có trong dự án thì em làm cho vụ bếp này. Bếp ăn công nghiệp mà. Hệ thống mùi. Các cái phòng này là đều là phòng kính của tiệt trùng hết.